Kính thưa quý vị và các bạn, vào sáng qua, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã từ trần do bệnh hiểm nghèo. Chủ tịch nước Trần Đại Quang mất đi, để lại niềm tiếc thương vô hạn trong lòng đồng chí, đồng bào và bạn bè quốc tế. Cả cuộc đời mình, đặc biệt là trong 2 năm rưỡi trên cương vị người đứng đầu nhà nước, Chủ tịch nước đã để lại nhiều ấn tượng trên những lĩnh vực đảm trách, trong đó có sự quan tâm sâu sắc đến mọi tầng lớp nhân dân. Đón Tết Trung Thu năm nay, Bác thân ái gửi đến các cháu thiếu niên, nhi đồng cả nước, các cháu người Việt Nam ở nước ngoài, các cháu nước ngoài ở Việt Nam tình cảm thân thương nhất. Đây là câu mở đầu thư chúc Tết Trung Thu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi tới thiếu nhi năm nay. Bức thư được viết trong ngày làm việc cuối cùng của Chủ tịch nước, ngay trước khi bệnh trở nặng và vĩnh viễn đi xa. Cũng chỉ ít ngày trước đó, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đánh trống khai giảng tại trường Trung học phổ thông Chu Văn An, báo hiệu năm học mới tới học sinh cả nước. Dù trong những năm tháng cuối đời, sức khỏe có phần sa sút, thế nhưng Chủ tịch nước luôn dành cho thiếu niên, nhi đồng, tuổi trẻ nói chung những tình cảm đặc biệt, bởi Chủ tịch nước hiểu rằng đây là tương lai của đất nước. Trong suốt nửa nhiệm kỳ vừa qua, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng đã có hàng trăm chuyến công tác tới các địa phương trong cả nước. Nhưng tới đâu, về đến địa phương nào, Chủ tịch nước cũng dành thời gian gặp gỡ động viên các cháu thiếu nhi, những người nghèo, những gia đình chính sách, những đối tượng dễ bị tổn thương trong xã hội. Từ những em học sinh vùng cao, cho tới những người ngư dân vùng biển khơi lộng gió, hay những người lính đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền đất nước nơi biển xa hải đảo. Những tình cảm mà người đứng đầu nhà nước gửi tới mọi tầng lớp nhân dân chính là những viên gạch giúp xây đắp nền tảng cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên sức mạnh giúp đất nước Việt Nam vươn lên, tiếp tục làm nên các kỳ tích trong thời gian vừa qua.